Hắc ám Tây Du hồi thứ 113, Bạch Tuyết Trường Đao. Vốn đang một mạch chạy như điên, nghe được Tề Chiếu thúc giục, tiểu hồ ly tựa hồ là nhớ ra sự tình gì đó kinh khủng dị thường. Tốc độ hiện đã nhanh như bay, lúc này vậy mà lần nữa gia tốc, đã trọn vẹn gấp 10 lần tốc độ của Tô Ngộ Không. Nhưng đó vẫn chưa đạt tới cực hạn, ngay khi hai người Tô Ngộ Không tưởng rằng tốc độ của tiểu hồ ly đã đến hết, bốn cái hồ vuốt bỗng nhiên toát ra một đoàn hồ hỏa trắng bệch. Mà lại bốn đám hồ hỏa mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng lan tràn ra toàn thân tiểu hồ ly. Chẳng qua ngọn lửa này, mặc dù đã đem tiểu hồ ly, tính cả Tề Chiếu cùng Tô Ngộ Không, đều bao bọc ở bên trong. Thế nhưng hai người Tề Chiếu đều không hề cảm giác được một chút nóng rực nào. Ngược lại, còn có một loại thanh lương thấu tận đến trong xương cốt. Khi đoàn hồ hỏa này xuất hiện sau đó, tốc độ của tiểu hồ ly vậy mà bắt đầu lần nữa gia tăng. Sau khi đột phá bức tường âm thanh, dần dần đạt đến vận tốc gấp đôi âm thanh, gấp 10 rồi gấp 30, mãi cho đến khi đã vượt đến 50 lần tốc độ âm thanh mới dừng lại được. So về điều kiện chuyển đi bình thường của âm thanh, tốc độ đại khái là mỗi giây 340m, gấp 10 liền là mỗi giây 3400m, 30 lần là hơn 10000m, 50 lần đại khái liền là mỗi giây hơn 10000m. Kỳ thực, với tốc độ này ở những nơi khác không thể tính là đặc biệt nhanh. Thế nhưng tại nơi này thì không phải như vậy. Nơi đây chính là Hoàng Tuyển thế giới, là một cái thế giới linh hồn. Linh hồn sở dĩ chính là thứ vô hình vô ảnh tại những nơi khác, mà chỉ có ở cái thế giới này mới có thể hiển hóa thành hình. Cũng là bởi vì trọng lực của thế giới này, hoặc là nói mật độ không gian nơi đây lớn hơn thế giới khác, kể cả là mấy đại thần quốc kia cũng kém xa tít tắp. Người chạy trong thế giới này chẳng khác nào tại các thế giới khác, kẻ đó đang chạy trong lòng đất. Cho nên ở bên ngoài, tốc độ đến nơi này đều sẽ gấp 100000 lần, nếu không bị hạn chế. Tiểu thế giới đại la kim tiên trở lên có thể hoàn toàn phi hành, trung cấp thế giới hợp đạo thánh nhân trở lên có thể phi hành, cao cấp thế giới chỉ có đạo văn trở lên mới có thể phi hành, mà trong lục đại thần quốc thì chỉ có 4 văn trở lên mới có thể hoàn toàn phi hành. Nhưng nếu như đã đến Hoàng Tuyển thế giới muốn phi hành thì chỉ có cửu văn chí tôn mới có được năng lực này. Bởi vậy có thể thấy được không gian tại Hoàng Tuyển thế giới là kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên, dù là cửu văn chí tôn bình thường, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ là gấp 50 lần vận tốc âm thanh. Cho đến trước mắt, chỉ có người nắm giữ chấn giới thiên bi, giới chủ nguyệt Hoàng Tuyển, mới có thể không chịu sự ràng buộc quy tắc tại Hoàng Tuyển thế giới, có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Cho nên tiểu hồ ly lúc này, tốc độ đã đạt đến cửu văn chí tôn tầng thứ. Khi đoàn hồ hỏa kia bao bọc vào Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu, căn bản cũng không cần lo lắng vì tốc độ quá nhanh mà ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Tô Ngộ Không vừa định mở miệng hỏi, Tề Chiếu bỗng nhiên nặng nề nói, tên yêu vô mộng còn đang đuổi theo chúng ta ở phía sau, mà lại càng ngày càng gần chúng ta. Nói xong, Tề Chiếu bỗng nhiên cúi người vòng qua Tô Ngộ Không, ghé sát vào tai tiểu hồ ly la lớn, còn có thể nhanh thêm nữa hay không, cứ thế này chúng ta sẽ phải chết. Không biết có phải là tiểu hồ ly đang chạy như điên, bỗng nghe được lời nói của Tề Chiếu, Tô Ngộ Không đang ngồi ở phía sau, bỗng nhiên cũng cảm giác cả người ngửa về sau một cái. Nếu không có Tề Chiếu đã sớm chuẩn bị một tay giữ chặt lại, chỉ sợ hầu tử đã bị đánh rơi xuống đất. Hai người lập tức chấn tĩnh ghì sát xuống người tiểu hồ ly. Quả nhiên, gấp 50 lần vận tốc âm thanh cũng không phải là cực hạn của nàng ta. Chỉ là không biết tốc độ như vậy có thể duy trì được bao lâu. Hôm nay là sống hay chết thì đều dựa vào tiểu lôi lôi. Tề Chiếu nói xong, Tô Ngộ Không cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện lúc này tốc độ của tiểu hồ ly đã đạt đến mức vô cùng kinh khủng, gần bằng một nửa tốc độ ánh sáng. Bình thường tốc độ ánh sáng đại khái mỗi giây là 30 vạn cây số, nửa tốc độ ánh sáng cũng chính là mỗi giây 15 vạn cây số. Vận tốc này không biết đã vượt qua cân đầu vân của Tô Ngộ Không gấp bao nhiêu lần. Cũng may mắn vì Hoàng Tuyển thế giới này đơn giản là rộng lớn vô biên. Nếu là ở bàn cổ giới, chỉ sợ tiểu hồ ly vừa mới cất bước liền trực tiếp vọt tới hư không. Lúc này Tề Chiếu mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cảm giác khí tức yêu vô mộng đã càng ngày càng xa. Hiển nhiên coi như là yêu vô mộng có cường đại cũng không có khả năng đạt tới cái tốc độ này. E rằng chỉ có vị giới chủ nguyệt Hoàng Tuyển kia tự mình xuất thủ mới có thể đuổi theo kịp tiểu hồ ly mà thôi. Nhìn thấy Tề Chiếu nhẹ nhàng thở ra, Tô Ngộ Không biết lần này hắn là trốn qua một kiếp. Không phải vậy, nếu thật phải đối mặt cùng với yêu vô mộng, đây tuyệt đối là thập tử nhất sinh.
lúc đó đã tuyệt đối không thể chỉ dựa vào bảo vật hoặc là cường đại chiêu thức mà có thể chống lại. Âm thầm cảm thán một chút, thực lực của mình vẫn là quá yếu. Bản thân hắn từ trước đây đã sớm tự nhủ, đời này tuyệt đối sẽ không tiếp tục chạy trốn, sẽ không bao giờ để cho người ta truy đuổi như chó nhà có tang. Thế nhưng giờ đây lại thêm một lần phải chạy té cứt té đái, thật là bi ai. Nhìn thấy tôi cũng không thở dài, Tê Chiếu liền an ủi mấy câu. Thế nhưng lúc này tiểu hồ ly tự hồ đột nhiên đụng phải thứ gì, hai người tức khắc liền bị văng ra rất xa. Mà Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu càng là trong nháy mắt đã thụ thương rất nặng. Nếu không phải hai người ý chí kiên định, chỉ sợ cũng đã ngất đi. Chẳng qua coi như không có lập tức hôn mê, nhưng xem tình thế hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao. Tô Ngộ Không càng là cảm giác được xương cốt toàn thân đều đã nát, đau đớn kịch liệt bên ngoài, muốn liên động một cái ngón tay đều không làm được. Còn Tê Chiếu cũng giống như vậy, toàn thân xương cốt cơ hồ tất cả vỡ vụn. Đây cũng chính là sự kỳ diệu của trạng thái linh hồn, giúp hai người họ vẫn còn bất tử. Tình huống này nếu là ở tại thế giới vật chất, e rằng bọn họ liền sẽ lập tức chết ngay. Mà lại cường đại linh hồn của Tê Chiếu càng là cảm thấy chắc hẳn đã có biến, không giống như Tô Ngộ Không chẳng có phát giác gì. Cũng tỉ như vừa rồi, tuyệt đối không phải tiểu hồ ly trong lúc vô tình đụng phải thứ gì, mà là trong nháy mắt không gian một cơn chấn động, sau đó Tê Chiếu cũng cảm giác được tựa hồ có một trận kiếm ý gào thét. Chỉ là do thời gian quá ngắn, không cách nào cẩn thận cảm giác được đó là cái gì. Nhưng chỉ có thể khẳng định chắc chắn đã có người đến đây ngăn chặn. Mặc dù suy nghĩ đã rõ ràng, thế nhưng thật bất đắc dĩ, thân thể căn bản là không có cách nào động đậy. Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang thử tế ra ngũ thải thần thạch để chữa thương, bỗng nhiên nghĩ đến tiểu hồ ly. Mình cùng Tê Chiếu nằm ở trên lưng của nàng ta đều bị đụng thành như vậy, mà lôi lôi trực tiếp đâm vào không biết có nghiêm trọng bao nhiêu. Tốc độ của nàng ta mặc dù nhanh, thế nhưng thực lực lại không mạnh. Gặp phải va chạm kinh khủng như vậy, e rằng tiểu hồ ly rất có thể đã phải hồn phi phách tán. Nghĩ đến chỗ này, Tô Ngộ Không tâm lý không ngừng thoáng qua từng đợt sợ hãi. Chỉ là toàn thân xương cốt đứt đoạn mới khẽ động liền đã đau đớn như kim châm mối sát, hào phí rất nhiều tàn lực mà vẫn không được ích lợi gì. Tô Ngộ Không cũng chỉ có thể vặn vẹo cái đầu. Thế nhưng khi hắn quay đầu lại, sau đó nhìn thấy không phải tiểu hồ ly mà là cách đó không xa Tê Chiếu cũng như mình nằm rạp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Chưa kể còn có một người đang đứng cạnh hắn. Bởi vì cái đầu là nằm nghiêng trên mặt đất, mà lại người kia rất cao, cho nên Tê Chiếu không thấy rõ tướng mạo của đối phương. Nhưng dù là như thế, Tô Ngộ Không vẫn lập tức nhận ra được đây chính là Yêu Vô Mộng. Trong tay hai thanh cự kiếm, toàn thân hở ra cơ bắp, còn có tại chỗ khớp nối nhô ra cốt thứ sắc bén. Nếu không phải Yêu Vô Mộng thì còn có ai? Làm sao lại như vậy? Tiểu hồ ly không phải đã bỏ xa hắn rồi sao? Vì cớ gì tên này có được tốc độ nhanh như thế? Chẳng lẽ cái mà tiểu hồ ly vừa rồi đụng phải chính là hắn? Vậy là tên này đã cố ý cho mấy người mình chạy trốn, sau đó lại đột nhiên xuất hiện để ngăn cản. Lập tức trong đầu Tô Ngộ Không đang nghĩ đơn giản chợt hỗn loạn lại càng thêm loạn. Cố gắng miễn cưỡng quay đầu tìm kiếm tiểu hồ ly, thật là chết tiệt, cái cổ đã gãy mất, căn bản không thể nào đem cái đầu chuyển qua hướng khác. Lúc này Yêu Vô Mộng bỗng nhiên mở miệng: các người nghĩ rằng thật sự đã có thể đào tẩu sao? Yêu Vô Mộng ta đã để mắt đến con mồi nào, cho tới bây giờ chưa ai có thể chạy thoát. Mặc kệ người khi còn sống là nhân vật đến cỡ nào, hiện tại người chính là con mồi của Yêu Vô Mộng ta. Ha ha, có biết vì sao các ngươi vẫn còn chưa chết hay không? Không phải là mạng của các ngươi lớn, mà là ta muốn ở trong thân thể của ngươi tìm kiếm một vật. Nếu như tìm được vậy coi như quá tốt. Ha ha ha. Bởi vì Tê Chiếu đang ở tình trạng nằm quay lưng về phía Tô Ngộ Không, theo suy đoán lúc này Tê Chiếu hẳn là cả người xương cốt đứt đoạn, cho nên đồng thời không thể nhìn thấy biểu lộ của hắn lúc này. Nhưng Tô Ngộ Không cũng biết tên Yêu Vô Mộng kia khẳng định muốn gây bất lợi cho Tê Chiếu. Ha ha, Yêu Vô Mộng cháu ngoan của ta, mau đến đây, trên người Tôn Gia Gia càng có thứ tốt hơn nữa, hãy mau mau qua đây mà xem cho kỹ. Nói xong mấy câu đó, Tô Ngộ Không đã đau đến sắp ngất đi. Chẳng qua ý chí cường hãn đã chống đỡ lấy, giúp Tô Ngộ Không vẫn còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Ồ đúng, người không nói thì ta đã quên mất, con khỉ thối người ở đây, vậy còn khối chấn giới thiên bi kia đâu? Chậc chậc, thật sự là bảo bối, xem ra ta hôm nay thật nhặt được vật báu. Chẳng những bắt được tiểu công chúa còn có thu hoạch ngoài ý muốn đây, ha ha.
Mặc dù nói như vậy, nhưng Yêu Vô Mộng vẫn không hề chuyển sự chú ý, cứ y nguyên, nhìn chằm chằm vào người Tê Chiếu, tựa hồ muốn xem thấu cái gì đó. Này con quái vật, Tôn Gia Gia đang gọi người đấy, người không nghe được sao? Đừng để ông nội đầy tức giận. Một con quái thú gớm ghiếc, được Tôn Gia Gia để mắt nói chuyện là phúc phận của nhà ngươi. Nhìn thấy Yêu Vô Mộng cũng không thèm để ý đến mình, Tô Ngộ Không không khỏi gấp gáp, thế là vội vàng nhịn đau, mắng chửi vài câu. Mấy câu đó nói xong, Tô Ngộ Không chỉ còn lại một chút tàn hơi, há mồm thở dốc. Nghe được Tô Ngộ Không 5 lần 7 lượt hạ nhục mình, Yêu Vô Mộng cho dù đã kiềm chế, cũng không nhịn được cơn giận. Mà lại, hắn vốn cũng không phải là một kẻ thiện lương, dữ tợn cười lên một tiếng. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy bên người, một trận kình phong ập tới. Sau đó liền thấy Yêu Vô Mộng cùng thanh cự khuyết khổng lồ, đã hướng về hai chân của mình nhìn xuống. Yêu Vô Mộng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hắn biết nếu như Tô Ngộ Không chết rồi, trần giới thiên bi chỉ sợ cũng sẽ chọn lại một chủ nhân khác. Đến lúc đó khẳng định rất phiền phức. Cho nên chỉ là dự định chém đứt hai chân của Tô Ngộ Không cho hắn có chút giáo huấn. Chẳng qua, ngay tại thời khắc thanh cự khuyết đại kiếm sắp phân đoạn hai chân của hầu tử, thì trong hư không bỗng nhiên duỗi ra một chuôi trường đao, thân đao trắng như tuyết 10 phần rộng lớn. Sống đao ngậm lấy ba cái thiết hoàn lớn, trên chuôi đao khắc một cái cổ truyện thể chữ vương. Thanh trường đao vừa xuất hiện đã kịp thời chặn ngay phía dưới cự khuyết, mặc cho Yêu Vô Mộng dùng lực như thế nào đều không thể rung chuyển mảy may. Sau đó, một bóng người liền trong hư không hiện ra thân hình. Người này là một trung niên đại hán, một thân vải thô y phục, mặt chữ điền, tóc ngắn, thân cao ước chừng khoảng 2 trượng, một thân cơ bắp lộ ra khổng vũ hữu lực. Vừa xuất hiện đã không tự chủ được tản mát ra một loại uy mãnh bá đạo khí thế. Người đến là ai, vì sao dám xen vào chuyện của ta? Ngay lúc Yêu Vô Mộng dường như đã muốn chặt đứt hai chân Tô Ngộ Không, bỗng nhiên từ hư không xuất hiện một thanh tuyết sắc trường đao giữ chặt lấy cự kiếm. Sau đó liền từ không gian xuất hiện một bóng người. Người này mặc dù tướng mạo đoan chính nhưng lại tán phát ra vô biên bá đạo khí tức. Tất cả những điều đó đủ để chứng minh kẻ tới không phải nhân vật tầm thường. Ngươi hỏi ta là ai? Ha ha, thằng oắt còn vô tri, vào hoàng tuyển thế giới thậm chí vẫn không biết ta là ai. Nhưng cũng không sao, đã không biết ta, nhưng có lẽ ngươi sẽ nhận ra cây đao này. Nói xong, vị đại hán bá đạo kia cổ tay khẽ lật, tức khắc hất văng thanh cự kiếm giạt ra ngoài. Yêu Vô Mộng cũng biết, lúc này đột nhiên xuất hiện một kẻ thần bí, tuyệt đối là cao thủ khó chơi. Chỉ bằng một lần va chạm vừa rồi, Yêu Vô Mộng liền biết, người này ít nhất là cùng bản thân mình không hề thua kém. Cẩn thận lùi về phía sau mấy bước, đồng thời trong đầu phi tốc suy nghĩ. Tuyết sắc trường đao, phách lối khí tức bá đạo, trên sống đao ba cái thiết hoàn, chuôi đao có chữ vương. Chẳng lẽ thanh này chính là vương đao? Ha ha, lão phu còn tưởng rằng tên oát con ngươi là kẻ không chút kiến thức. Đã nhận ra cây đao này, vậy ngươi hẳn phải biết bây giờ nên làm gì. Trường đao đại hán nói xong, dò xét nhìn qua Yêu Vô Mộng rồi bỗng nhiên, lại tựa như vừa nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong ngực móc ra một vật. Đó là một cái bình ngọc. Đại hán này thận trọng từ trong bình ngọc đổ ra 3 giọt chất lỏng màu bích lục. Sau đó, một mặt tiếc rẻ nhỏ vào bên trong miệng Tô Ngộ Không. Lúc này, ý thức của Tô Ngộ Không vẫn là rất rõ ràng. Mặc dù không biết đại hán kia là ai, nhưng có thể khẳng định người này là bạn không phải địch. Cho nên cũng liền dứt khoát, thoải mái há miệng nuốt xuống 3 giọt chất lỏng màu bích lục kia. Người có thể gọi ta là Lão Vương. Khi vết thương lành, hãy mang theo tiểu công chúa đi mau. Đại hán này vừa cho Tô Ngộ Không uống 3 giọt nước chữa thương, vừa nhẹ nhàng ghé sát bên tai nói ra. Thanh âm kia rất nhỏ, nếu như không phải Tô Ngộ Không đã cố gắng tập trung tinh thần, chỉ sợ đều sẽ tưởng rằng đó là ảo giác. Vị đại hán tự xưng là Lão Vương này nói xong liền trực tiếp đứng dậy, cũng không quan tâm Yêu Vô Mộng vẫn còn đang sững sờ đứng im tại chỗ, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tê Chiếu, vịn lấy đầu của hắn, cũng cho nuốt lấy 3 giọt giống như Tô Ngộ Không, rồi vội vàng cất kỹ cái bình ngọc ra chiều rất tiếc rẻ. Lúc này Lão Vương chợt phát hiện Tê Chiếu chẳng những toàn thân xương cốt vỡ vụn, thậm chí đến xương sọ cũng nứt ra, mà toàn bộ cái cằm càng là vỡ nát, không còn hình dáng. Nhìn thấy tình cảnh này, vị đại hán tự xưng Lão Vương trong lòng bất giác run lên. Có thể đem một người làm bị thương toàn thân, xương cốt vỡ vụn, ngay cả cái cằm cùng xương sọ đều vỡ tan, nhưng lại không chết, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Người này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng lực đạo nắm chắc tuyệt đối, đã đạt tới trình độ đằng phòng tạo cực, tuyệt đối không thể khinh thị. Không phải vậy, chỉ sợ hôm nay bản thân cũng có khả năng phải ngã quỵ nơi này.
Cứu được Chế Tiếu sau đó, người này tỏ ra 10 phần nhẹ nhõm, đem Bạch Tuyết trường đao vác lên vai. Sau đó chẳng biết vô tình hay cố ý, đứng chắn ở ngay hướng mà tiểu hồ ly đã té xỉu. Nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không hề nhìn qua Lôi Lôi, dù chỉ là một cái liếc mắt, tựa hồ đối với nàng ta căn bản là không quan tâm. Tiền bối, xin người mau cứu tiểu hồ ly. Phục dụng xong 3 giọt chất lỏng màu bích lục kia, thương thế của Tô Ngộ Không đang khôi phục lại, với một tốc độ không thể tin nổi, hiện tại đã có thể từ từ ngồi dậy. Cho nên khi Tô Ngộ Không có thể cử động được, trước tiên, liền dò tìm tiểu hồ ly. Rất nhanh, liền thấy từ phía rất xa, tiểu hồ ly đã nằm bẹp trên mặt đất, thế là vội vàng cất tiếng xin lão vương đi cứu nàng ta. Đừng lo lắng, tiểu hồ ly không có việc gì. Nói xong, lão vương ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Yêu Vô Mộng, đồng thời trên người khí thế bá đạo vô song kia, lần nữa chậm rãi tàn mở. Quát con còn không đi, chẳng lẽ muốn ta phải động thủ sao? Một tiếng quát chói tai, đơn giản liền như là một tiếng sấm nổ ngang tai, lại khí tức uy nghiêm bá đạo, khiến Tô Ngộ Không chẳng tự chủ nổi, thâm tâm sinh ra một loại kính sợ. Tên Yêu Vô Mộng kia rõ ràng cũng là bị chấn động, sau đó xách theo hai thanh cự kiếm, hai tay vòng lại chậm rãi lui về phía sau. Chỉ là lão vương đao khách cũng hề không hề buông lỏng cảnh giác, vẫn y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm lấy đối thủ, mãi cho đến khi Yêu Vô Mộng đã lùi ra khỏi tầm mắt của mọi người. Lại trôi qua ước chừng thêm một khắc, lão vương dùng thần thức dò xét, phát hiện Yêu Vô Mộng thật là đã rút lui, thế là nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Đối mặt Yêu Vô Mộng, lão vương tuyệt đối cũng không thoải mái. Lúc này thương thế của Tê Chiếu cũng đã khôi phục rất nhiều, chậm rãi đứng lên, xa xa hướng về phía lão vương chắp tay thi lễ. Chẳng qua Tô Ngộ Không lại có thể nhìn ra được, trong hai mắt của hắn ẩn chứa trong đó một màn khuất nhục cùng im ắng phẫn nộ. Mặc dù phát hiện, nhưng là Tô Ngộ Không cũng chẳng có biện pháp tốt hơn, khẽ lên tiếng hỏi thăm một chút. Tề Chiếu khoát khoát tay, y nói mình không có việc gì lớn. Thế là Tô Ngộ Không vội vàng mấy bước chạy tới bên người tiểu hồ ly, phát hiện tiểu Lôi Lôi chỉ là bị lực lượng khổng lồ chấn động, phải hôn mê bất tỉnh, nhưng đồng thời cũng không có bị thương gì. Chỉ là hắn vẫn không an tâm, liền dùng thần thức dò xét thêm một lần, phát hiện đúng là không hề tổn thương chút nào. Thế là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một túi nước, chậm rãi đổ một chút vào miệng Lôi Lôi. Đúng lúc này, lão vương đao khách cùng Tề Chiếu đột nhiên nhìn về phía Tô Ngộ Không, mà Tô Ngộ Không cũng là sững sờ, bởi vì ba người bỗng nhiên đồng thời cảm nhận được không gian một cơn chấn động. Tô Ngộ Không cùng lão vương còn tốt, chẳng qua Tề Chiếu lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì sự chấn động này Tề Chiếu đã hết sức quen thuộc. Hầu tử chạy mau. Mặc dù Tề Chiếu liền biết có chuyện không hay, chẳng qua cũng đã chậm. Ngay tại thời khắc Tô Ngộ Không còn đang ngây người trong nháy mắt, đối diện Tô Ngộ Không cũng chính là sát bên tiểu hồ ly, không gian bỗng nhiên bị xé rách. Yêu Vô Mộng cầm trong tay thanh diệt kiếm phần tịch đã nhảy ra. Vừa nhìn thấy không gian hé mở, lão vương đã xách ngược lấy Bạch Tuyết trường đao, chạy hết tốc lực phi tới. Thế nhưng Yêu Vô Mộng tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa còn là đã có dã tâm từ trước. Bất đắc dĩ, Tô Ngộ Không cũng vẻn vẹn chỉ là giơ lên cánh tay theo bản năng ngăn cản lấy. Đương nhiên dưới tình thế này sẽ chẳng có tác dụng gì, đừng nói là cánh tay đang ở trạng thái linh hồn, coi như là kim cô bổng chỉ sợ cũng sẽ bị diệt tịch, một bổ đứt gãy tại chỗ. Cho nên cánh tay của Tô Ngộ Không chẳng hề nghi ngờ trực tiếp bị cắt đứt ngay phần khuỷu tay. Đương nhiên diệt tịch đại kiếm không chút nào đình trệ, hung hăng chạm xuống ngay trên lưng tiểu hồ ly. Trong nháy mắt đó, lãnh khí bộc phát ra đẩy văng Tô Ngộ Không ra ngoài, té ngã mấy cái. Thế nhưng lúc này Tô Ngộ Không thậm chí ngay cả một chút đau nhức do bị cụt tay đều không có cảm nhận thấy, đừng nói là lăn lộn mấy vòng, đến khi cả người dừng lại chỉ còn ánh mắt đờ đẫn sững sờ nhìn đến tình trạng của tiểu hồ ly, chẳng qua cũng không có thấy rõ. Lúc này Tề Chiếu cũng chợt nhớ tới diệt kiếm phần tịch chẳng những có thể trong nháy mắt giúp người cầm kiếm nâng cao gấp mấy lần thực lực, hơn nữa còn có được khả năng định vị cùng xuyên toái không gian. Phàm là những kẻ đã bị phần tịch chém trúng, binh khí cũng thế hay là linh hồn cũng vậy, đều sẽ bị phần tịch biết được vị trí giữa không gian. Nếu như mục tiêu còn ở bên trong cùng một cái thế giới, người cầm kiếm đều có thể bằng vào thần thông của phần tịch trực tiếp phá vỡ không gian, sau đó xuất hiện tại vị trí mà hắn muốn. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó Yêu Vô Mộng từng tự tin nói rằng con mồi nào đã lọt vào tầm mắt của hắn thì không thể thoát được. Dưới năng lực như vậy, căn bản cũng không thể tránh thoát. Trước đó khẳng định cũng là Yêu Vô Mộng bằng vào không gian xuyên toái năng lực, trống rỗng xuất hiện, sau đó trực tiếp một kiếm chém vào tiểu hồ ly, đồng thời lợi dụng
dùng tốc độ nhanh hơn, dùng thân kiếm đập vào người mình, cùng Tôn Ngộ Không, từ đó triệt để phế bỏ năng lực hành động của hai người. Tên yêu vô mộng này thật quá kinh khủng. Mà lại vừa rồi hắn giả vờ rút đi, vì chính là muốn đợi thời điểm mọi người mất cảnh giác. Đột nhiên xuất hiện, sau đó nhất cử đánh giết đám người bảo hộ tiểu hồ ly. Bậc này tâm kế quả nhiên đáng sợ. Lúc này, Đào Khách Lão Vương cũng đã nổi giận xuất thủ. Trong tay Bạch Tuyết trường đao xẹt qua một đạo lãnh quang, một nhát chém ngang, dự định bức lui kẻ địch. Yêu vô mộng cũng không kịp nhìn tiểu hồ ly ra làm sao. Kỳ thật căn bản cũng không cần nhìn. Yêu vô mộng đối với thực lực của mình tuyệt đối có lòng tin. Mà lại bằng vào cảm giác từ nhát chém vừa rồi, trong nháy mắt, yêu vô mộng liền biết tiểu hồ ly chắc chắn đã bị chém đoạn ngang lưng. Có lẽ khi bị các loại binh khí khác chém ngang lưng cũng không nhất định sẽ chết, nhưng bị phần tịch chém vào tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên yêu vô mộng bình tĩnh vung lên cự khuyết từ tay kia chặn một đao từ lão vương, đồng thời mượn nhờ lực đạo cả người nhẹ nhàng lui ra phía sau mấy bước. Khốn kiếp, tên tiểu tử nhà ngươi quá mức càn rỡ, trước mặt vương đào ta cũng dám bày ra tâm kế để đùa giỡn. Hôm nay không chém ngươi, lão vương ta còn có mặt mũi nào? Ha ha ha, vương đào xác thực rất khủng bố. Tương truyền mỗi một thời đại, vương đào truyền nhân đều có được đỉnh cấp giới chủ thực lực. Chỉ có điều, yêu vô mộng ta cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Hôm nay liền phải nhìn xem là vương đao của ngươi bá đạo hay là phần tịch của ta sắc bén. Nói xong, hai đại cường giả tuyệt thế lập tức lao vào quần chiến. Mà Tê Chiếu cũng đã ôm theo Tôn Ngộ Không chạy đến chỗ tiểu hồ ly. Nhìn thấy trong đám bụi đất tiểu hồ ly bị đứt thành hai đoạn, Tôn Ngộ Không tìm đau như bị đao cắt. Ba người Tôn Ngộ Không tuy chạy thoát khỏi sơn động, nhưng trên người đã bị phần tịch chém trúng lưu lại ấn ký, giúp yêu vô mộng xác định được vị trí. May mắn tại thời khắc sống còn, vương đào đến kịp cứu mạng Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên yêu vô mộng vẫn không thoái lui, giả vờ bỏ chạy, sau đó quay lại chém tiểu lôi lôi phân thành hai đoạn. Cả cánh tay của Tôn Ngộ Không cũng bị chém đứt. Cuộc truy sát này sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 114. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 113, Bạch Tuyết Trường Đao, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân. Nếu cảm thấy thú vị, xin chào và hẹn gặp lại.